Đây là Đức Chiến. Sút xa. Wow! Bàn thắng từ rất sớm cho đội chủ nhà, và đó là pha ghi bàn của tiền vệ trung tâm Đức Chiến. Cú đá có thể nói là rất quyết đoán và cực kỳ chuẩn xác, đã đánh bại được thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Bàn thắng rất đẹp. Một sự khởi đầu thuận lợi dành cho đội chủ nhà. Trận đấu trước khi mà Đức Chiến chơi bên cạnh Trọng Đại ở vai trò của các tiền vệ trung tâm của Viettel đối đầu với Hải Phòng, Đức Chiến đã chơi tốt, Trọng Đại cũng chơi hay, và đó là cặp đôi đã tạo nên sự vững vàng cho câu lạc bộ Viettel. Công khi đã dẫn bàn là điều mà Viettel cũng đã làm được. Đường truyền vào là của Caio Cesar. Hoa Paulo. Trước mặt là Tiến Duy. Vẫn còn. Vẫn còn. Paulo chân phải. Tỷ số là 2-0. Một loạt những động tác giữ bóng có thể nói là rất chắc chắn của Hoa Paulo. Cảm tưởng như anh quá chậm, nhưng thực tế là các hậu vệ đối phương đã không thể lấy được bóng trong chân của Hoa Paulo. Và sau một loạt những tình huống giữ bóng hợp lý, cầu thủ người Brazil đã có thêm một bàn thắng nữa cho đội bóng quân đội. Pha xử bóng vào góc xa của Hoa Paulo là một tình huống xử lý quá chắc chắn, quá xuất sắc, khiến cho những nỗ lực của Huỳnh Tuấn Linh trở nên vô nghĩa. Người đầu tiên mà Hoa Paulo chia vui là vợ con của anh trên khán đài. Đường truyền bằng đầu của Kim Xuân Tú. Tỷ số được rút ngắn 1-2 cho Thăng Quảng Ninh. Chúng ta vừa nhắc đến bản lĩnh của đội bóng đất mỏ, và ngay lập tức họ đã trở lại. Kim Xuân Tú không phải là người tạt bóng bằng chân như thường lệ, mà sự khôn khéo trong tình huống di chuyển đã giúp cho cầu thủ chạy cánh của Thăng Quảng Ninh thực hiện một đường truyền bằng đầu, và khoảng trống trước mặt của Koyasi đã được tận dụng một cách xuất sắc với cú đệm bóng nhanh. Đó là một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ bên phía Viettel. Và khoảng cách chơi đội được rút ngắn xuống chỉ còn là một bàn, khiến cho trận đấu sẽ trở nên kịch tính hơn. Người chơi bóng sẽ là Nghiêm Xuân Tú. Nguy hiểm! Tỷ số được cân bằng 2-2 cho Thanh Quảng Ninh, và đó là pha ghi bàn của Mạc Hồng Quân. Hàng thủ của Viettel lại mắc lỗi, họ không kèm người. Nghiêm Xuân Tú một lần nữa lại là người tiếp lửa cho những pha bóng có thể nói là rất sôi động bên phía Thanh Quảng Ninh. Cú đánh đầu của Mã Hồng Quân không quá mạnh, nhưng trong tình huống xử lý vừa rồi thì thủ môn Ngô Xuân Sơn bên phía đội chủ nhà Viettel đã không thể hiện được bản lĩnh của mình. Nhưng đây là trận đấu mà họ lại xuất hiện tương đối nhiều những sai sót ở hàng phòng ngự. Rất nguy hiểm! Đánh đầu! Tỷ số là 3-2! Lại là Hoa Paulo! Hàng thủ của Thanh Quảng Ninh đã chơi như mơ ngủ trong tình huống cuối cùng, và họ bị thủng lưới lần thứ 3 trong trận đấu này. Nguyễn Đức Hoàng Minh là người đã rất tích cực để chớp được thời cơ và thực hiện một đường truyền chuẩn xác, giúp cho Hoa Paulo một lần nữa lại có được cú đúp. Trận đấu thứ hai liên tiếp ở mùa giải năm nay, Hoa Paulo có hơn một bàn thắng cho Viettel. Cái duyên ghi bàn tiếp tục đến với Hoa Paulo và sẽ khiến cho ban huấn luyện của câu lạc bộ Viettel phải đau đầu hơn trong việc lựa chọn những người sẽ tiếp tục phục vụ cho họ ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải, giai đoạn cuối của mùa bóng 2019. Và đây là cơ hội dành cho Thanh Quảng Ninh. Wow! Tỷ số được cân bằng 3-3 cho Thanh Quảng Ninh, và vẫn là Mạc Hồng Quân, vẫn là đường truyền của Nghiêm Xuân Tú. Lần này thì cú đánh đầu của Mạc Hồng Quân còn lợi hại hơn nhiều so với tình huống mà anh đã cân bằng tỷ số 2-2 trước đó. Mặc dù cầu thủ Viettel đã rất cố gắng để hạn chế những tình huống tranh chấp có lỗi phía trước khu 16m50 của đội nhà, nhưng cuối cùng thì họ vẫn
bị thổi một quả đá phạt ở tầm cách khung thành của họ khoảng 35m cách chếch bên phía cánh phải. Và đó là một vị trí hết sức thuận lợi, vị trí rất quen thuộc, rất sở trường của các cầu thủ Quảng Ninh. Nghiêm Xuân Tú một lần nữa tạo ra một đường truyền tốt và Mạc Hồng Quân lại ghi bàn. Chúng ta vừa được thấy nụ cười của ông Park Hang-seo trên khán đài. Không hiểu ông đang suy nghĩ gì khi không gọi Mạc Hồng Quân tập trung đội tuyển đợt này. Liệu sẽ có cơ hội cho Mạc Hồng Quân ở những đợt tập trung tiếp theo hay không? Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng rất đẹp của Mạc Hồng Quân, pha ghi bàn thứ 5 của anh ở V-League 2019.